Cát Tường xin kính chào quý vị khán giả. Chào đón quý vị đến với chương trình tư vấn đại học cùng với anh John Nguyễn. Thì làm thế nào để giảm thiểu chi phí và làm thế nào để điền đơn từ đúng cách hơn? Giờ đây xin mời quý vị cùng gặp gỡ và tư vấn cùng với anh John Nguyễn. Xin chào anh John Nguyễn. Chào Cát Tường. Dạ. Một câu hỏi mà Cát Tường cảm thấy rất là thích thú thưa anh, đó là có cách gì để mình tìm đến cái trường đại học nào mà cho được financial aid nhiều tiền hơn không anh? Không phải là trường nào nó cũng cho cái tiền đại học nó bằng nhau cả. Không có trường nào giống nhau cả. Mình nói thí dụ là như vậy. Sau khi mình tính toán xong xuôi hết rồi, trường là Bộ Giáo dục của Mỹ nó ấn định là trường nó phải cho học sinh nó 30.000 tiền học của cái năm đó. Nhưng mà có trường họ chỉ cho có 30% của cái số tiền đó thôi. Tức là 30% của cái 30.000 đó có nghĩa là chỉ có được 9.000 thôi. Và có nhiều trường họ cho 50%, có nhiều trường họ cho 70%, có nhiều trường cho 80%, và có một số trường thì họ cho 100%. Thành ra cái vấn đề đây là rất là quan trọng, là trước khi mình chọn cái trường cho con mình học hoặc học sinh chọn cái trường nó muốn học đó, thì học sinh cũng nên tra cứu một chút xíu. Là trước nhất á, là mình phải coi cái trường đó đó, cái năm đó đó là có bao nhiêu học sinh họ xin tiền học bổng tất cả, và bao nhiêu cái trường mà bao nhiêu học sinh mà xin cái tiền học bổng của năm đó đó, thì cái trường nó consider, tức là nó công nhận là những cái học sinh đó qualify để xin được cái tiền học bổng đó. Và cái vấn đề thứ ba nữa là mình phải biết là cái trường đó mỗi năm nó cho tiền bao nhiêu học sinh cái tiền học bổng. Và cái vấn đề thứ tư rất là quan trọng, cũng giống như mình nói hồi nãy, là mình phải biết là cái tiền của nó cho là bao nhiêu phần trăm. Thí dụ đáng lẽ mình phải được 30.000, mà nếu mà cái trường nó chỉ cho có 20-30%, thật sự cái số tiền nó không đáng để được học cái trường nó. Và cái vấn đề mình phải hiểu nữa là trong financial aid không phải là chỉ có vấn đề là tiền mặt không, nhưng mà nó còn có ngoài cái tiền grant and scholarship là tiền mặt, rồi nó còn có student loan với lại work study nữa. Thành ra mình phải biết là cái trường đó nó cho nó là nợ nhiều hay là tiền mặt nhiều. Và sau khi mà học xong rồi đó, mình phải biết là cái nợ của mình đối với cái trường đó là sẽ là bao nhiêu. Và tất cả những cái điều thắc mắc này á, nếu mà quý vị muốn biết một cách tường tận rõ ràng đó, thì hãy gọi số vào văn phòng số 714-831-0137 để cho anh có một cái câu hỏi để cho anh giải thích một cách rõ ràng hơn. Xin cảm ơn anh. Và một câu hỏi kế tiếp là các Tường thường được biết khi mà mình điền đơn xin trợ cấp tài chính thì sẽ có cái điền đơn là gọi là FAFSA. Ngoài ra các Tường còn nghe đến một cái tờ đơn gọi là CSS Profile. Thì không biết hai cái tờ đơn này có sự khác biệt gì, anh có thể giải thích được không ạ? Đúng rồi. Đa số khi các học sinh hoặc là học sinh mà xin cái tiền mà học bổng đó, thì họ chỉ biết là cái FAFSA là cái gì thôi. Nhưng mà cái CSS Profile á, có nghĩa là College Scholarship Service Profile, tất cả những cái trường lớn như là Stanford hoặc là USC hoặc là những số trường khác á, họ sẽ dùng một cái tờ đơn nữa gọi là CSS Profile. Cái đơn này rất là quan trọng là tại vì nó hỏi rất là nhiều chi tiết. Nhưng mà đa số những cái trường á, mà nó đòi bắt mình điền cái tờ đơn mà CSS Profile đó, thì những cái trường đó là họ sẽ cho tiền rất là nhiều trong cái financial aid, và hầu như là trường nào cũng cho 100% hết tất cả. Và cái sự khác biệt á, là có nhiều cái chi tiết ở trong cái CSS Profile. Mình nói thí dụ như là căn nhà của mình ở đầu tiên á, thì cái pháp sao nó không có hỏi là cái nhà đầu tiên mình ở là có tiền equity là bao nhiêu. Nhưng mà cái CSS Profile nó sẽ hỏi cái nhà đầu tiên mình đang ở là cái tiền equity hiện giờ mình đang có là bao nhiêu, và còn rất là nhiều cái chi tiết khác. Nhưng mà thật sự nó worth it, thật sự nó đáng giá để mình làm, là tại vì cái tiền của cái trường nó cho nó rất là nhiều. Vậy quý vị hãy liên hệ ngay với anh John Nguyễn tại số phone 714-831-0137 và đừng quên promotion đang hiện trên màn hình quý vị nhé. Là sinh viên, tôi muốn tự mình điền đơn FAFSA, nhưng điều này thật không dễ dàng vì chỉ cần điền sai một tí là có thể mất hết quyền lợi, nhất là ở phần khai thu nhập cá nhân. Làm dược sĩ được không ta? Không được, trí nhớ mình kém lắm. À, hay làm giáo viên? Không được, mình nhát lắm. À, hay làm ca sĩ đi. Không được, mình hát dữ ồm à. Chả biết học ngành gì nữa. Có email của trường gửi cho mình rồi nè, chắc chắn là lần này được nhận rồi. Trời ơi, vẫn còn thiếu giấy tờ nữa hả? Nộp đơn 8 lần rồi mà. Ở Alcala Planning Advisory Group,
Chúng tôi có thể giúp cha mẹ điền đơn xin tiền trợ cấp đại học chính xác 100%, giúp học sinh tìm một package xin tiền trợ cấp đại học tốt nhất, giúp giảm lệ phí tiền đại học tối đa, giúp cho các học sinh gia tăng cơ hội vào những trường đại học mà các em mong muốn, giúp học sinh gia tăng điểm SAT và ACT đáng kể. Nếu quý vị muốn xin được một số tiền trợ cấp đại học tối đa, mời quý vị gọi vào số 714-831-0137 để được tham khảo miễn phí.